Hello, hôm nay là một ngày hẹn chụp hình với một cô bé rất là xinh, dễ thương, như nhà như nhảnh, như con cá cảnh. Nhưng mà trời thì quá âm u, coi nè. Má ơi, cái là trời không thương người thì chắc con này nó không có hiền lắm, mà trời nó không có thương nó. Coi cô bé như nhảnh đó là ai nha. Hello. Bây giờ hôm nay anh em hẹn nhau chụp hình cho đã rồi. Hẹn nhau đi ra biển đủ trò hết trơn hết trời. Mà trời đến đây cùi lùi luôn. Nghe nói là sắp mùa lá rồi sẽ có mưa nữa. Thì mà xui chắc là không có hiền. Trời không thương người hiền chứ nha. Do ăn hở. Ok, hôm nay Travis sẽ làm cho bé An một số hình ảnh sống ảo. Một số có như là casual look thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm make up nhé. Trời ơi. Đừng lên nó xuống nữa nha. Không có đâu. Tưởng là không có nắng á vậy. Con này của cung còn hiền, nó không có ác lắm. Trời đã nắng lên cho em nó rồi. Em hiền với mọi người. Nhưng chính lại, cảm ơn mọi người. Coi như là ăn ở cũng có, ăn ở cũng có phước đó. Mà để tưởng lộ bản chất. Alright, bây giờ đã xong phần makeup của bé An này, nhẹ nhàng, xinh xắn hỉ. Rất nhẹ, chúng em cho mình sẽ làm rất nhẹ. Bây giờ đã cho cuộn tóc bé An chút xíu rồi chúng ta sẽ qua cái section chụp hình nhé. Trời nó mới đặc biệt đúng không? Chứ mà ordinary giống mọi người thì có gì lạ nữa đúng không Hương? Chưa biết xấu hay đẹp nhưng mà hơi lạ trước đã.
bành sát luôn. Dễ thương nè, dễ thương nè. À, đẹp nè. Xinh đó. Một lát anh biết gì sưng mặt sưng mày không biết tại sao luôn. Ê dạ má, nó đang kịp đấy em. À đau quá. Chúng em vẫn đang còn quay không? Còn quay. Chúng em vẫn đang đi chụp hình. Và hồi nãy tưởng bé này nó ở hiền thì trời thương nó cho nắng lên. Nhưng mà thật sự nó không có hiền lắm. Thành ra nắng được đúng nửa tiếng. Thôi thù lại. Cái này gọi là hiền cũng có cơn thôi. Chứ không phải hiền lắm. Quay đẹp quá hơn. Ra cái chỗ cái cồn ở đây chụp mớ coi như cứ lên nắng cả coi nè. Nên quay một cái chỗ rất là đẹp mà rất tiếc là trời không thấy người thì rất là âm u luôn đó mọi người ạ. Trời này chỉ có chụp như là cô đơn trong một tình rồi này nọ, một số lãng mạn. Chào mọi người. Ê da má ơi đâu á, cho mọi người xem cái con đường mình đang đi. Lạnh quá mọi người ơi.